Vâng thưa anh em, xin phép kể cho anh em một câu chuyện như thế này. Tôi có một anh bạn là 9x đời đầu, rất là thành công. Giàu có tới cỡ nào thì tôi cũng không biết, nhưng mà anh ấy là một fan cứng của Lexus. Sedan thì anh ấy chưa đi, nhưng mà dòng gầm cao thì anh ấy đi NX rồi này, đi RX 350 rồi. Đợt vừa rồi thì mới khoe với tôi là lấy RX 500H. Và thậm chí là anh ấy đã sở hữu tới chiếc xe cao cấp nhất của Lexus tại Việt Nam là chiếc RX 600 rồi. Đó thì có một ngày ông anh nhắn tin cho mình hỏi là: em ơi, bây giờ anh đi Lexus chán quá rồi, anh đi bao nhiêu năm nay anh chỉ có đi Lexus thôi, bây giờ anh muốn là đổi sang một cái xe khác, đổi thử trải nghiệm một cái hãng khác, thì bây giờ là nên chọn hãng nào? Đấy thì anh ấy chia sẻ với tôi là mạc với beam thì phổ thông quá, anh ấy không thích lắm. Anh ấy đã có thử đến X7, anh ấy thấy là cái thiết kế mới anh ấy cũng không khoái. Anh ấy đã đi thử Porsche rồi, anh ấy nói rằng với tôi rằng là nó cực đoan quá, nó thể thao quá, và anh ấy cũng không có nhu cầu đi một chiếc xe mà nó quá mạnh mẽ, nó cảm giác lái nó quá đặc biệt thú vị như là Porsche. Đấy thì bây giờ phải chọn xe nào? Thì mình cũng bấm tay một lúc, mình nghĩ là thế thì anh đi thử Maserati xem như thế nào. Đấy, bởi vì đối với cá nhân tôi, khi nghĩ về Maserati thì nó là một chiếc xe thể thao đấy, một chiếc xe của nước Ý mà, nhưng nó vẫn có những cái nét rất là mềm mại, rất là cổ điển. Và điển hình ở đây tôi đang có một chiếc, đó là Maserati Grecale. Đấy, chiếc xe này nó vẫn thể thao, nó vẫn cổ điển, nhưng bây giờ nó đã hợp thời hơn, nó đã có những cái điều mới mẻ hơn. Và thực sự đây là một chiếc xe tôi nghĩ rằng là nó khá hấp dẫn đối với những anh em tuổi như anh em mình, nó cũng có những cái điểm cực kỳ thu hút. Và thay vì build một chiếc Macan option tươm, nó loanh quanh khoảng trên 4 tỷ, thì anh em hoàn toàn có thể tham khảo thêm Maserati Grecale phiên bản GT. Đấy, cụ thể phiên bản này có những gì mới, có những gì thú vị, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết trong video ngày hôm nay. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ chúng tôi sớm đạt tới 400.000 subscriber. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chính xác là sau khoảng 4 năm rồi nhỉ? 4 năm rồi thì tôi mới có cơ hội được cầm lái lại một chiếc Maserati. Trong 4 năm vừa qua thì không những là bản thân tôi thay đổi, mà chính hãng xe này cũng có rất nhiều thay đổi về nhân sự này, rồi về chiến lược phát triển. Đấy, và Grecale là một chiếc xe thể hiện những sự thay đổi đó của Maserati về cả chiến lược phát triển và kể cả là về cái cách tiếp cận với khách hàng. Với Maserati, với những chiếc xe tới từ nước Ý thì chúng ta sẽ luôn luôn có một thiết kế nó mang tính chất kế thừa và vô cùng trường tồn. Tuy nhiên, với Grecale thì anh em đã có một mẫu xe mà không phải thiết kế bởi Pininfarina nữa rồi. Một studio thiết kế danh tiếng ở Ý mà cũng đã thiết kế lên Lux A và Lux SA cho hãng xe VinFast của Việt Nam ấy. Đấy thì bây giờ họ đã có đội ngũ thiết kế in-house và trưởng nhóm thiết kế của chiếc Maserati Grecale này là một người Hàn Quốc anh em nhé. Tuy vậy thì chúng ta vẫn giữ được những đường nét đã trở thành đặc trưng của Maserati. Ví dụ như cái cụm lưới tản nhiệt, cái cách làm cái mặt ca lăng phía trước nó bay ra hai bên, nó hạ thấp xuống dưới, rồi cái logo đinh ba, hay là những cái đường nét thiết kế tổng thể, đặc biệt là anh em nhìn từ phía bên hông hay từ phía sau đuôi xe, nó vẫn rất là Maserati. Tuy nhiên thì cái thiết kế của chiếc Grecale này thì anh em sẽ tìm thấy những cái điểm mà nó có những cái không khí nó mới mẻ hơn. Đấy, ví dụ anh em nhìn cái phần đèn nó nhô lên như thế này, anh em thấy nó giống Macan không? Nhìn giống Macan kinh khủng luôn nếu anh em nhìn từ góc này. Tiếp tục bước sang phía bên hông, đây anh em nhìn ở phía bên này cho dễ này. Đấy thì đây vẫn là những cái lỗ thông gió rất là đặc trưng của Maserati, và phía trên này là tên phiên bản GT. GT của chiếc Grecale này được coi là bản bay. Chúng ta còn có bản giữa là bản Moderna và bản cao cấp nhất là bản Trofeo. Đấy, bản Trofeo đấy thì khủng khiếp rồi, có những công nghệ gọi là xịn sò nhất của Maserati thời điểm hiện tại, mức giá của nó lên tới hơn 7 tỷ. Đấy, và theo như thông tin tôi được biết thì ở Việt Nam mới có một người duy nhất sở hữu phiên bản đó mà thôi. Mâm xe kích thước 19 inch và trông nó cũng khá là hài hòa với tổng thể kích thước của cái mẫu xe này. Nếu mà quan sát ở phần đầu xe của chiếc Grecale này ở góc chính diện ấy, thì anh em sẽ cảm thấy là nó hơi bị mất cân đối một chút bởi cái chiều ngang của một chiếc xe cỡ to hơn Macan một chút như thế này.
nó có mức độ giới hạn sang hai bên, mà cái đầu xe nó lại làm phình ra và nó hơi hạ thấp xuống dưới nên trông cảm giác nó hơi mất cân đối. Tuy nhiên thì nếu anh em nhìn cái chiếc xe này ở phần đầu xe nhưng mà lại nhìn chéo một chút thì bắt đầu sẽ nhìn thấy những cái điểm nó rất là đẹp, nó rất là Maserati và đặc biệt ấn tượng khi anh em nhìn từ phía ngang và từ phía đuôi xe. Thực sự là để nói dùng từ đẳng cấp thì nghe nó hơi sáo rỗng, nhưng mà nó có một cái gì đấy là trên tầm. Nếu mà khi mà anh em đã nhìn quá quen Porsche rồi chẳng hạn. Tất nhiên ở đây là góc nhìn rất là chủ quan, rất là cá nhân của tôi thôi. Anh em nghĩ thế nào thì hãy comment ở phía bên dưới. Tôi thấy là ở Việt Nam thì bây giờ ở cái phân khúc, cái tầm tiền này chúng ta có khá ít lựa chọn. Thông thường ấy thì khi mà sở hữu những chiếc xe đầu tiên thì anh em đi xe Nhật Hàn. Đấy. Khi mà có tiền một chút, khi mà đã có những thành tựu nhất định trong cuộc sống thì bắt đầu chúng ta đi xe Đức, đi Mẹt, đi Bim. Đấy, thì khi đi Mẹt, Bim chán rồi, bây giờ có thêm tiền lại muốn đổi lên thử trải nghiệm những hãng khác ở những cái level cao hơn thì thường tôi thấy thông thường là đi Mẹt, đi Bim xong rồi sẽ đi Porsche. Nhưng mà thêm một tí nữa cảm giác như là Maserati nó sẽ cao thêm một chút nữa so với Porsche về cái độ nhận diện, về cái độ gọi là đẳng cấp như cái khái niệm vừa rồi tôi vừa diễn tả. Đấy thì tôi nghĩ là Grand Calais là một lựa chọn rất là sáng giá để anh em có thể biến nó trở thành một chiếc xe hàng ngày, đi trong phố cũng được, mà muốn ra đường trường có những trải nghiệm lái thú vị cũng được. Cụ thể như thế nào lát nữa vào bên trong tôi sẽ nói kỹ hơn về điều đó. Cái cánh cửa này thì mở không còn những cái giật ra giật vào cơ học nữa, mà chúng ta có một cái nút bấm được ẩn ở phía bên trong, trông khá tinh tế. Và tôi nghĩ rằng là cách làm như thế này thì nó cũng sẽ tối ưu hơn cái khí động học cho xe. Chúng ta sẽ có những cái mặt phẳng tốt hơn. Nhìn cái góc này, nhìn cái bánh mâm kiểu này, nhìn cái dáng xe như thế này. Đây, ví dụ hôm nay mình khoác cái áo trông có vẻ cũng hơi cầu kỳ hơn một chút, thì tôi cảm thấy là bản thân mình khá hợp với chiếc Grand Calais phiên bản GT này. Vâng, thưa anh em, bước vào khoang nội thất của Grand Calais thì anh em sẽ thấy một sự thay đổi vô cùng quan trọng trên mẫu xe này. Và theo như thông tin tôi được biết thì sắp tới chiếc Levante đời mới, phiên bản mới nhất sẽ có cái kiểu làm màn hình như thế này. Tất nhiên là như ở phần đầu video tôi đã nói rồi, tức là Maserati là một chiếc xe hướng tới cổ điển. Và những cái người mà đã lựa chọn sở hữu cái thương hiệu này thì đôi khi họ cũng hướng tới những cái giá trị mang tính chất nó cổ điển một chút, nó có thể phần nào đó nó hơi bảo thủ. Nhưng thực sự là để với một người trẻ như mình, đúng không, bỏ tiền ra, nếu ví dụ mình bỏ tiền ra 6-7 tỷ, hoặc là mình cái mindset của mình khi mà bước vào một cái xe 6-7 tỷ, ví dụ như con Levante chẳng hạn, và mình nhìn cái khoang nội thất thì thực sự là dùng từ hơi khó chấp nhận thì nghe nó có vẻ hơi nặng nề, nhưng mà với tôi là như thế. Cảm giác như là cái nó sẽ rất là khó để có thể thu hút được người trẻ hoặc là những người thích công nghệ, thích mới mẻ. Kể cả bây giờ là những người có tuổi một chút, nhưng khi chúng ta sống ở trong một cái thế giới công nghệ với kết nối vạn vật với những cái màn hình to thì chắc hẳn là cũng sẽ có nhiều người có tuổi một chút, họ cũng muốn là có cái không khí công nghệ trên chiếc xe của mình. Thì đây, bây giờ ao ước đã có rồi. Maserati bây giờ đã có thể mở rộng ra tệp khách hàng của mình với cái khoang nội thất như thế này. Vào đây anh em sẽ bắt đầu nhìn thấy này, cái vô lăng nó cũng đã thời thượng hơn. Đấy, cái vô lăng của chiếc Levante nó là cái kiểu rất cổ điển của Maserati, nhưng thực sự là nhìn nó bị cũ, chứ nó không phải là cái cổ điển, mà nó, đối với cá nhân tôi nghĩ rằng là đó là nó bị cũ kỹ, chứ nó không phải là cái chất cổ điển mà nó hợp thời bây giờ nữa. Tôi muốn làm rõ hai khái niệm cổ điển khác mà cũ kỹ và lỗi thời khác nhé. Thì tôi nghĩ rằng là cái kiểu thiết kế ở trên trước đó của Maserati trên những cái mẫu xe khác của mình thì nó bị hơi cũ kỹ và lỗi thời một chút, chứ nó không ra được cái chất cổ điển, hoặc là cái chất cổ điển nó không hợp thời bây giờ. Đấy là góc nhìn cá nhân tôi nhé. Thì đây, bây giờ anh em nhìn thấy, quay trở lại với chiếc xe này, cái đập vào mắt là cái vô lăng. Chưa kể trên vô lăng em sẽ nhìn thấy Start Stop là một cái núm tròn ở phía bên trái, Drive Mode là một cái núm tròn ở phía bên phải, và chúng ta còn có cả một chế độ chỉnh cái fork. Đấy, đây là option chọn thêm của bản GT nhá, thì anh em sẽ phải trả thêm tiền. Đây, hai cái nút bấm nó nhìn trông nó đã phê chưa. Rồi cái tạo hình vô lăng đế cắt này, rồi ở phía chính giữa là hình tròn. Đặc biệt là anh em sẽ nhìn thấy hai cái màn hình, chính xác ở đây là ba cái màn hình full LCD, một màn hình phía trước mặt người lái, một màn hình giải trí trung tâm và một cái màn hình cảm ứng phía dưới này để điều khiển các cái tính năng của xe, bao gồm là chỉnh điều hòa, chỉnh ghế, rồi chỉnh rất nhiều thứ.
đây, nằm hết ở cái màn hình này. Một cái hơi khó chịu là đây, một chiếc xe có cái không khí thể thao mà đây, sang số ấy bằng 4 cái nút bấm to đùng đặt ở phía chính giữa như thế này. Tôi không phủ nhận cái kiểu làm sang số bằng nút bấm như thế này, nó đang là thời thượng hiện đại. Tuy nhiên, cũng là cái nút bấm, nhưng ví dụ đặt nó thành một cụm ở dưới này, nó sẽ mang lại một cái cảm giác khác. Chưa kể là nếu mà làm được dạng cần số hoặc là những cái lẫy để gầy, hoặc là sang số bằng những cái cần gạt ở ngay trên vô lăng ấy, thì nó sẽ mang lại những cái cảm xúc nó liên lạc hơn. Rồi phiên bản này thì cũng đã được build thêm option về màu nội thất đỏ, trông rất đẹp và cực kỳ là thể thao. Chúng ta có hệ thống loa Sonos Faber, là một thương hiệu loa của Ý luôn. Và trên phiên bản này thì mới có 12 loa, công suất đâu đó dưới 1000W. Thì cá nhân tôi trải nghiệm rất nhanh thì tôi đánh giá là nghe cũng ổn thôi, chứ cũng chưa phải là đến mức xuất sắc của một cái hệ thống loa hàng hiệu. Tuy nhiên thì nói riêng về hệ thống loa này thì tôi muốn nói tới cái, anh em nhìn cái ốp loa cánh cửa, trông cực kỳ duy mỹ luôn. Phía trên này thì chúng ta vẫn có một cái đồng hồ đặc trưng của Maserati. Tuy nhiên đây là đồng hồ điện tử và có thể điều khiển được rất nhiều những cái tính năng hiển thị khác nhau. Hiển thị được cả là bàn này, hiển thị được cả là bàn đạp ga đang như thế nào. Cái kiểu làm đồng hồ, cái chỗ đặt như thế này là cổ điển, nhưng ở phía bên trong chúng ta lại có một cái đồng hồ điện tử, nó là hiện đại. Và hiện đại nhưng mà lại vẫn có cổ điển, đó là chúng ta có những cái chi tiết được ốp gỗ, một dạng gỗ sân. Tôi không biết chính xác cái gỗ này là gỗ gì, tuy nhiên thì tôi thấy cái cách làm gỗ này khá giống trên xe của Volvo. Đấy, cái kiểu gỗ mà có cái vân kiểu này rất quen nhá. Nếu anh em đi Volvo mà cỡ từ XC60 trở lên, anh em sẽ bắt đầu thấy những cái gỗ như thế này. Và dù cho cái không khí tổng thể đã rất là hiện đại rồi, là một chiếc xe thương mại sản xuất đại trà rồi. Đấy, các chi tiết thì chủ yếu là được làm bằng máy thôi, khâu các thứ, đây rất nhiều bọc da bằng máy thôi, nhưng mà để ráp lại với nhau đấy thì vẫn ra bằng tay. Đấy, vẫn giữ được những cái gọi là thủ công, những cái đã làm nên thương hiệu của Maserati. Thưa anh em, đấy, đấy không? Sáng sổ bấm nút. Thú thực với anh em là để có thể hiểu được cái chất của một chiếc xe kiểu như thế này thì chúng ta phải có cái thời gian trải nghiệm. Có thể là không quá nhiều nhưng mà nó phải có tối thiểu. Đấy, ngày hôm nay thì tôi dưới góc độ là một người đúng ra là đi lái thử xe thôi. Đấy thì chia sẻ với anh em những cảm nhận hết sức ban đầu. Hiện tại thì Maserati đã không còn sử dụng động cơ do Ferrari sản xuất nữa rồi. Chính xác là từ 2019 là đã chấm dứt hợp đồng rồi. Thì cái di sản mới của Maserati, có thể gọi là di sản mới của Maserati, chính là cái động cơ 3.0 V6 trên chiếc MC20, một chiếc siêu xe thể thao ấy, cho ra mức công suất nó lên tới hơn 600 mã lực. Đấy thì cái phiên bản Trofeo của chiếc Grecale này là dùng cái động cơ đó. Tất nhiên là khi mà đặt lên những chiếc xe thương mại đại trà hơn thì họ tune nó thấp hơn, nó chỉ loanh quanh hơn 500 mã thôi. Còn phiên bản GT và phiên bản Moderna thì dùng động cơ 2.0. Đấy, mức công suất của nó chỉ khoảng 300, phiên bản cao hơn, phiên bản Moderna thì là 330 mã lực. Đó. Và đây là một phần động cơ mà sử dụng chung với một số những chiếc xe khác của tập đoàn Fiat. Nên không phải động cơ Ferrari nữa, nhưng mà động cơ này cũng chưa phải là một động cơ do Maserati độc lập làm, độc lập phát triển. Thì thực sự là với cái động cơ thế này ở Việt Nam thì cá nhân tôi nhá, tôi thì cũng là dạng nhàng nhàng thôi. Tôi cũng chưa có nhiều cơ hội được trải nghiệm những cái mẫu xe nhiều tỷ. Porsche các thứ thì mình cũng chưa đi quá nhiều. Cái bay trải nghiệm của mình đâu đó nó đang rơi ở cỡ mẹt với Beam là chính thôi. Với những chiếc xe vài tỷ thì nó ở cỡ đó. Thì tôi thấy rằng là ở Việt Nam thì cứ loanh quanh khoảng 200 mấy đến 300 mã là quá dư thừa. Mạnh quá cũng không có chỗ mà đi. Tất nhiên là nó sẽ mang lại cho anh em những cái cảm giác phấn khích khác. Tuy nhiên thì đổi lại với những cái động cơ quá mạnh ở Việt Nam ấy, thì nếu mà sử dụng hàng ngày, sử dụng để đi phổ thông ấy, thì đôi lúc nó sẽ gây ra những cái sự khó chịu. Và có thể đó là lý do mà anh bạn tôi, như tôi đã kể ngay phần đầu video, anh ấy không thích Porsche. Nó bị gắt quá, nó bị thiếu đi cái sự mềm mại. Và có thể là dưới góc nhìn của những người như anh bạn tôi ấy, thì anh ấy cho rằng đó là một cái cách xử lý nó thiếu tinh tế. Đấy thì đó là lý do vì sao chúng ta lại cần Maserati. Cái động cơ này thì để nói về sức mạnh thì đây, nếu cần thì đó thì là, cũng là đã rất là phê rồi.
Đấy đấy đấy, ui ôi. Tuy nhiên thì cái hay của cái động cơ này, cái hay của Maserati là gì? Đấy, khi anh em đi trong phố đúng không? Đều đều 40 cây số giờ, có các cái chế độ lái để anh em có thể tùy chọn nếu mà chuyển sang chế độ comfort. Đấy, đi cực kỳ nhẹ nhàng. Cảm giác như là không khác nào anh em đang cầm lái một chiếc Lexus cả. Có chăng đâu đó nó chỉ là những cái bề mặt phần nhìn đấy, nhìn cái vô lăng rồi nhìn đặc biệt là nhìn hai cái lẫy chuyển số cực kỳ to và vẫn được làm theo cái kiểu đặt cố định rất là đặc trưng. Trên chiếc Quattrofon tôi trải nghiệm với anh em cách đây 3-4 năm, cái kiểu làm cái lẫy chuyển số cũng vẫn như vậy và đặc biệt là nó cực kỳ to. To và nó dài và nó lại còn làm bằng kim loại nữa. Và có chăng là cái ghế này nó hơi cứng một chút, vẫn là cái ghế thể thao ôm người. Với style của tôi là một người đau lưng thì tôi thích ghế nó hơi cứng một chút, thì đây là cái ghế mà ngồi tôi thấy rất là phê, nó ôm lưng và nó đỡ vào cái phần cột sống của chúng ta cực kỳ dễ chịu. Đây, đi cực kỳ nhẹ nhàng, tất cả mọi thứ từ cái chân ga đấy, từ cái tiếng động cơ nó không bị gầm gừ, rồi từ cái cách động cơ nó xử lý những cái đoạn đề pa này, này đó đó, cực kỳ thoải mái dễ chịu, không hề có một cái cảm giác bị sốc hay là bị gắt, bị khó chịu cả. Hay kể cả cái cách mà hệ thống treo này làm việc nữa. Đây, kể cả tôi có đi này, chuyển làn một cái đúng không? Đó. Thì với kiểu Porsche chẳng hạn, thì khi anh em chuyển làn thì anh em cảm giác là cái xe nó đang nằm làn này, nó được có ông nào cầm bê xong cũng đặt bụp một phát sang cái làn tiếp theo. Đấy, thì cái kiểu đấy nếu mà anh em nào lái và đặc biệt đi tốc độ cao thì cực kỳ sướng. Nhưng cái kiểu xử lý như vậy thì sẽ làm cho những người mà không thích lái thể thao hoặc là những người khác ngồi trên xe cảm thấy khó chịu. Nhưng đây, với Maserati anh em chỗ chuyển làn đúng không? Đó, cảm giác như là nó vẫn có những cái trạng thái như kiểu anh em bước chân từ bên này sang bên kia đúng không? Thì bước chân này xong rồi bước chân kia, chứ không phải là anh em. Tôi muốn mô tả một cái cách dễ hiểu cái trạng thái đấy gì. Ví dụ như Porsche anh em chuyển làn đúng không? Là anh em đang có hai chân đặt này, anh em bật một phát sang. Đấy, còn với chiếc này anh em chuyển làn đúng không? Là đây. Hai chân đang đứng này, một chân sang, lại một chân này sang. Đó. Nó kiểu như vậy thì nó dễ chịu hơn. Rồi những cái âm thanh của xe này cũng rất là tinh tế, nghe cái tiếng cái tiếng xi nhan. Đấy, rất lạ nhá. Anh em nghe đi. Xi nhan của con này còn có cả tiếng chép, tiếng hơi rè 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 rè. Âm thanh tinh tế, mùi các thứ dễ chịu của những cái vật liệu cao cấp, nó luôn luôn tạo ra rất nhiều những trải nghiệm khác biệt. Trải nghiệm sờ chạm, nhìn ngắm là một chuyện, trải nghiệm về mùi nó cũng là một thứ để mang lại cái tính chất tiền tỷ, tính chất hạng sang cho một chiếc xe. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Chắc là sau khi trải nghiệm mẫu xe này xong thì tôi lại về, tôi tiếp tục động viên anh bạn tôi để có thể ngó sang Maserati. Tôi nghĩ rằng là một chiếc xe rất phù hợp cho những người mà đang đi Lexus. Tất nhiên là phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, nhưng mà với cái góc nhìn của cá nhân tôi với những trải nghiệm cá nhân thì tôi nghĩ rằng là đây là một chiếc xe rất phù hợp cho những người mà fan của Lexus và đã chán Lexus rồi, muốn tìm tới một chiếc xe mà nó vui hơn Lexus nhưng nó vẫn giữ được những cái tinh thần về cả cổ điển, về cả sự êm ái giống như Lexus, thì Maserati là một lựa chọn tôi nghĩ vô cùng hợp lý. Đây, còn bây giờ nếu để chuyển sang những cái chế độ lái gắt hơn thì sao? Sport đi, đúng không? Ôi, bắt đầu anh em thấy gầm gừ đâu. Đấy. Và bắt đầu chúng ta có cái trạng thái mà xe nó cứ lúc nào nó cũng trầu trực, để nó nhồng lên. Và cái hệ thống treo này nó cũng có một cái fork. Ở đây chúng ta có một cái nút để điều chỉnh được cái fork sport ngay trên vô lăng luôn. Và nó biến đổi cực kỳ nhanh. Đấy, nếu lúc nãy chuyển làn chúng ta sẽ là những cái đoạn bước chân từ từ, thì bây giờ chúng ta vẫn chưa, cũng nó vẫn ở cái mức là chưa đến mức độ là chúng ta đang như này, chúng ta nhảy một phát xa, nhưng cái bước chân này nó đã dứt khoát hơn rồi, sắc bén hơn rất nhiều. Ra thì ở Việt Nam thì cũng chỉ đi đến như thế này thôi, còn anh em đi máy chấm to hoặc những chiếc xe mạnh hơn nữa là những trải nghiệm rất là đặc thù. Những người có nhiều xe, tất nhiên là đi đến tầm này tôi nghĩ là anh em cũng sẽ có nhiều lựa chọn về xe, nhưng mà với một để lựa chọn một chiếc xe mà chúng ta sử dụng hàng ngày và nếu cần vui vẻ, cần thể thao, cần gõ đầu một ai đó chẳng hạn, thì lựa chọn cái phiên bản này tôi nghĩ là hợp lý cả về túi tiền lẫn cả về cấu hình động cơ và cực kỳ tin cậy. Một cái hay nữa là cái vô lăng này đấy, cái biến thiên của vô lăng theo từng chế độ lái tôi nghĩ là nó không quá nhiều đấy, kể cả sang chế độ sport thì nó vẫn cứ không đến mức độ nó nặng trịch và nó siết một cách cực đoan.
tôi có nhớ cái trải nghiệm của tôi với chiếc Quattroporte là cái vô lăng của nó khá nặng nhé, chứ nó không được thân thiện và mềm mại như cái vô lăng này đâu, nhưng mà nó vẫn rất là chính xác. Có thể anh em cứ bảo tôi là cứ khen nhiều thế, thì thực sự là ở cái với cái nền tảng trải nghiệm của cá nhân tôi thì, và khi mà lên tới những chiếc xe như thế này rồi thì đúng là chả biết chê gì. Có thể là mình chê nó xấu, chê nó đắt, tùy mắt nhìn hay tùy cảm nhận. Nhưng mà xin nhắc lại là bây giờ với Grand Calais tầm hơn 4 tỷ, tức là tương đương với một chiếc Macan mà anh em build option ở mức độ là đi được và tươm tươm một tí nhá, đi được tươm tươm và cũng có đầy đủ chứ không bị thiếu quá nhiều ấy, thì tôi nghĩ là đây cũng là một lựa chọn rất đáng để anh em cân nhắc. Thứ nhất là cái câu chuyện về Maserati có thể là đẳng cấp hay không thì tùy góc nhìn, nhưng mà chúng ta có xe đi xe Ý nhá. Đấy, xe Ý là nó khác với xe Đức, nó luôn luôn có những cái style rất khác của Đức và Ý. Thứ nhất là xe Ý này, thứ hai là dù sao thì cũng là một thương hiệu mà nó ít người đi hơn, cũng độc lạ hơn. Và quan trọng là ở tầm tiền này thì chúng ta cũng đã có một chiếc xe option cũng rất là đầy đủ rồi, và cảm giác lái, cảm giác vận hành nó có những cái điểm khác biệt, có thể là điểm mạnh hoặc là điểm yếu tùy sở thích của mỗi người, nhưng có những cái khác biệt so với Macan. Và quan trọng hơn nữa là bây giờ với Grand Calais thì chúng ta có một chiếc xe mà đây, nó đã có không khí hiện đại, phù hợp hơn với người trẻ, phù hợp hơn với thời đại, chứ nó không bị những thứ quá cũ kỹ, quá bảo thủ, nhưng mà vẫn giữ được những cái nét đã làm nên cái thương hiệu của mẫu xe này. Những cái chất cổ điển như cái đồng hồ hay là cách xử lý những một số những cái tiểu tiết trong xe. Đây là một video trải nghiệm rất nhanh dưới góc nhìn của một người có những trải nghiệm ở mức độ hạn chế với xe thể thao, với những cái mẫu xe ở tầm tiền như thế này. Thì có gì mong anh em tư vấn thêm, chỉ bảo thêm ở phần comment. Đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ chúng tôi sớm đạt tới những cột mốc tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và anh em nghĩ sao về những nội dung về những chiếc xe như thế này? Nếu anh em thích thì chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ tìm tòi những mẫu xe kiểu như thế này để có thể quay video nhiều hơn tới anh em. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Đây, cái này tôi chưa nói ở phần đầu, anh em nhìn. Cực kỳ nhẹ nhàng luôn, đúng không? Đây, cực kỳ thân thiện. Nhấn mạnh lại một lần nữa là fan Lexus, mà đi Lexus nhiều quá, chán quá rồi, thì tôi nghĩ Maserati là một lựa chọn cực kỳ đáng cân nhắc.